là của em. Một lần gặp nhau trong mơ, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Ôi giấc mơ vì đâu thắm nồng, đêm nay cho này gặp anh. Một lần đường khuya thanh vắng, màn mưa sang lối em ngồi bên anh nhận lời muốn trao. Người nói đi một tiếng yêu, lòng ước mơ người biết chăng. Người đến trao em tình say, trong cơn mơ nào anh đâu có ngay. Cùng gió mây, cùng ánh trăng, tình em đây hiến dâng người. Nói một lời yêu em nhé anh yêu, để muôn đời ta luôn có nhau. Một ngày em say cơn. Hoa cau rụng trắng đêm trắng buồn.
sân nhà em. Anh lên đường, mẹ xin nắm trầu nhuộm áo cho anh. Một lá trầu xanh thắm tình em, chẳng phai màu. Chào toàn thể hai họ. Thì hôm nay là cũng là bên nhà trai thì một cái ngày lành tháng tốt. Nhà trai có tất cả những cái lễ chấp chất rồi. Ngày hôm nay thì nhà trai sẽ sang đối chuyện với bên họ nhà gái. Thì như vậy là họ nhà gái chúng tôi xin trước hết xin cảm ơn sự nhiệt tình của đôi bên hai họ và cái tình yêu của hai cháu đã gần đã qua hai năm hôm nay đến một cái ngày thực sự thì còn hai gia đình để chứng kiến hai chính quyền địa phương đã chấp thuận cho hai cháu được kết hôn. Thì hôm nay tôi thay mặt cho bên phía nhà gái chiếm có tổ người có tâm thì chiếm giới thiệu với cái dòng họ là của bên phía ngoài thì chúng ta đã có được giới thiệu ở đây là ông ngoại của cháu cháu hạt, đây là cửa bạc bên nhà của cháu hạt và đây là bà ngoại, đây là mẹ đấy của cháu hạt. Còn tôi thì là Dương, anh rể của ông Tử. Ở đây là bà ngoại. Rồi đây là ông Tử. Rồi đây là bác của họ nhà trai và nhà gái. Người ta hôm nay là miếng trâu đầu câu chuyện chứng kiến cái sự tình yêu của hai cháu gắn bó đến hai năm. Hôm nay hai gia đình ta là chấp thuận cái tình duyên của hai cháu. Cảm ơn.
con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi, nhìn làn mây bay gió lay, dòng nước lặng trôi đến nơi xa xôi, nơi đây còn đó một người ngồi nhớ về ai. Nhiều khi muốn làm đôi cánh chim bay dòng trời, quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Dòng trời quên tháng ngày và quên hết bao buồn đau. Cầu mong những năm về sau mình mãi gần nhau như phút ban đầu, cho nhau tình nồng ấm chẳng còn cách xa. Thank you.
mời quý vị. Vâng, xin mời một vị khách vừa lúc nãy muốn lên thể hiện một ca khúc ạ. Xin mời anh ạ. Buồn trong trên đường, mùa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giờ tôi vàng, chờ mưa răng lối, ta bồi hồi tìm về lối yêu xưa. Em một mình được vui trong thoáng giây, rồi lãng quên cho tim anh có ở đây. Có bao giờ dành lòng em chợt nhớ, mỗi hôm nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho em và mãi mãi. Trên vườn yêu đang mùa hoang vắng, người đã mãi xa đi về chốn nơi, anh vẫn mãi ôm riêng tình dấu nhớ. Trọn đời anh xin yêu riêng em, chỉ em mà thôi. Hỡi người yêu dấu xin quay về đây, hãy về với em. Buồn trong tiếng đường, mưa lá rơi biết nói sao cho vừa. Giữa tư vàng, đừng chờ mưa răng lối, ta bồi hồi tìm về nỗi yêu xưa. Em vô tình được vui trong thoáng giây, rồi lãng quên cho tim anh đọa đây. Có bao giờ chẳng làm em chợt nhớ, mỗi hôm nào ta đã nói yêu nhau. Bằng tất cả cho em và mãi mãi. Một tình yêu đam mê và bóng cháy, niềm tin em trao như cơn mưa, nơi trên vườn yêu đang mùa hoang vắng. Người đã mãi ra đi về chốn đây, anh vẫn mãi ôm riêng tình dấu lỡ. Trọn đời anh xin yêu riêng em, chỉ em mà thôi. Hỡi người yêu dấu xin quay về đây, hãy về với. Trọn tình thế
qua vùng có hoa. Xin lên đường đến những nơi chim cánh hoa ca. Cuộc đường nào không vào đám mê. Anh xin em giữ trọn lời thề. Cùng nhau người đời khen chê. Hát cùng nhau giữ lòng tình thề. Bring that booty to the ground. Bring that booty to the ground. Shake that.
vàng tím đẹp làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre lăn màu son sao màu vàng ơi, bà con đến xem mùa cưới chân hai cong cây dù hồng dù thật lâu mới thấy được một ngày vui. Trang mi nhiều cô dâu non non dung nhan mặn mà, chà nhà ai có ông dề quý, chà nhà ai có cô dâu hiền, ô ngô thay có con lợn quay xôi đầy mâm cô đầy buồng, đây nguồn vui hiếm hoi ngày cưới trông thật hay trông buồn cười, ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Chúng mình đã tính sao chưa? Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình cũng tính đi thôi. Thank you.
cưới nhau liền. Trường hôm nay một lần nữa chúng tôi mời tất cả chúng ta sớm trở về và ổn định chỗ ngồi để rồi chúng tôi ổn định công việc tổ chức hôn lễ. Chúng tôi thì vẫn đang còn rất là nhiều chỗ ngồi bàn tiệc đang còn bỏ ngỏ. Một lần nữa xin mời bộ phận lễ tân tiếp khách của gia đình bên đôi. Chúng ta khẩn trương, nhanh tay nhanh mắt, bắt tay và gửi lời mời tất cả vị khách trở về với bàn tiệc trong buổi lễ ngày hôm nay. Quân đã xin được hân hoan vui mừng chào đón tình cảm của tất cả vị khách, tình thông gia của hai gia đình, tình cảm của những người bạn của đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải. Chúng ta đã bớt chút công việc thời gian cùng trở về chung vui hạnh phúc cũng như chứng kiến tất cả nghi lễ trong ngày thành hôn của Lê Hòa và Nguyễn Hải. Kính thưa tất cả vị khách, chương trình buổi lễ đăng quang hạnh phúc của đôi bạn trẻ chính thức được tổ chức long trọng tại tư gia của gia đình nội ông Lê Xuân Quế, bà Đặng Thị Diệp, mảnh đất xóm Trường Châu, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Kết thông gia với hội nhà gái là ông Nguyễn Khắc Tự, bà Nguyễn Thị Dung, xóm Bình Sơn, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Bây giờ thì tình cảm của tất cả vị khách, tình cảm của hai gia đình đã có mặt đầy đủ trong khán phòng cưới trong buổi lễ ngày hôm nay. Và bây giờ để đáp lại tình cảm đó, đáng lẽ ra đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải sẽ đứng dậy nói ra một lời nói đầu tiên, xem lời cảm ơn, lời chào, lời ra mắt. Nhưng bây giờ đang đứng trên một lễ đài đăng quang hạnh phúc với bao niềm cảm xúc thăng hoa tột đỉnh, niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đôi bạn trẻ chưa thể nói nên lời, nhưng để rồi bằng những nghĩa cử, hành động cao đẹp, đó là ánh mắt, nụ cười và tấm lòng mến khách. Xin phép được nắm tay nhau đứng dậy ra mắt toàn thể quyến trường xem lời chào, lời cảm ơn. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Và quang đạt tuyên bố buổi lễ của đoàn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hoài chính thức được bắt đầu. Và một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa tất cả vị khách, đúng thật là gái Nam Đàn thì đẹp như hoa thiên lý, mà trai Xuân Trường chúng tôi thì hết ý tuyệt vời, tư duyên tác hợp sáng ngời. Chúc cho đôi bạn trẻ trọn đời bên nhau. Đúng như vậy, hai bông hoa đã nở, đó là hai bông hoa đẹp nhất, hai khuôn mặt rạng rỡ nhất và hạnh phúc nhất, đó là Lê Hòa và Nguyễn Hoài đã ra mắt toàn thể quyến trường trong ít phút đầu buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn chú rể, cảm ơn cô dâu, cảm ơn tất cả vị khách rất nhiều. Kính thưa tất cả vị khách, để được có được ngày hôm nay, chú rể cô dâu điều đầu tiên phải nhớ đến công ơn sinh thành nuôi dưỡng của những người làm cha làm mẹ, có những con người đã dạy bảo và nuôi lớn chú rể Lê Hòa và cô dâu Nguyễn Hải. Bây giờ thì truyền diện đông đủ của tất cả vị khách thì chú rể cô dâu đã ra mắt là cảm ơn tất cả vị khách. Bây giờ thì chúng ta cùng chứng kiến một màn ra mắt còn phải là đầy giá trị hơn nữa, đó là tình thông gia của hai gia đình cùng nắm tay nhau trở về với lễ đài đăng quang hạnh phúc trong buổi chiều nay. Xin được kính gửi lời mời người bố của chú rể Lê Xuân Quế và mẹ chú rể Đặng Thị Diệp.
cùng người bố của cô dâu là Nguyễn Khắc Tự. Vì lý do riêng tư của hai gia đình nên người mẹ của cô dâu là bà Nguyễn Thị Dung không thể có mặt trong buổi lễ hôm nay. Nhưng dâu sau, người bố đã thay mặt mẹ cùng nắm tay tình thông gia của gia đình nội bước lên sân khấu. Chúng tôi xin được kính gửi lời mời. Tất cả vị khách, đúng thật là công cha tỉ như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ngọn nguồn chảy ra. Bao giờ hồng lĩnh hết cây, sông Lam hết nước thì đó về đây mới cạn tình. Đó là chất chứa tình cảm, tình thông gia của hai gia đình. Bây giờ thì hai người bố của cô dâu và chú rể đã thay mặt hai người mẹ đứng trên sân khấu này gần với người con dâu và người con rể để ra mắt toàn thể quyến trường. Thì bây giờ hai khuôn mặt đã chính thức có mặt trong buổi lễ hôm nay, phải nói dành đầy thiện cảm cho tất cả vị khách. Bây giờ thì hơn bao giờ hết, xin mời tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn chào đón sự có mặt của ông Lê Xuân Quế và bà ông Đặng Thị Nguyễn Khắc Tự. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa tất cả vị khách, người xưa vẫn thường bảo là chim có tổ thì người có tông, cây có cội thì sông có nguồn, có cha ông trước mới có con cháu sau này. Như vậy là những người làm cha làm mẹ đã đứng trên sân khấu này ra mắt cùng với chú rể cô dâu tới tất cả vị khách. Còn bây giờ trước khi đến với những nghi lễ chính thức của đoàn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải, chúng tôi sẽ dành khoảng thời gian ít phút, dành không gian buổi lễ này, dành micro để cho chú rể cô dâu, để cho tất cả vị khách được lắng nghe cái lời phát biểu, lời mời, lời chào, lời cảm ơn tới vị đại diện của hai gia đình. Và theo như sự sắp xếp chúng tôi được biết thì xin được kính gửi lời mời ông Trần Văn Trương đến từ gia đình bên nội thay lời cho gia đình bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được kính gửi lời mời. Xin được mời hai gia đình, chúng ta hãy cử đại diện. Và theo như bản đăng ký đã được gửi lên thì xin được kính gửi lời mời ông Trần Văn Trương đến từ gia đình bên nội bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Alo. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hai họ, hai gia đình và các bạn nam nữ gần xa. Tục ngữ ngày xưa có câu yêu nhau tâm tưởng núi cùng trèo, ngũ lục giang cùng lội, thất bát cửu đèo cũng qua. Có tuổi trẻ của chúng ta ngày nay thì tình yêu đó được nhân lên gấp bội. Tình yêu em như sóng biển rộng, tình yêu em như lúa ngoài đồng, tình yêu em tát cạn biển đông. Tuổi trẻ là mùa xuân, tình yêu là sức mạnh với nghị lực của tuổi trẻ, và sức mạnh của tình yêu đưa tuổi trẻ của chúng ta vươn tới đỉnh cao mới của hạnh phúc. Hạnh phúc non sông, hạnh phúc nhà, thắm tình tổ quốc, thắm tình ta. Kính thưa ôn trường. Còn đối với hai cháu thì sau một thời gian dài tìm hiểu được sự nhất trí của gia đình địa phương, hôm nay tổ chức ngày vui thành hôn cho hai cháu. Tôi xin thay mặt cho hai gia đình xin cảm ơn quý vị đại biểu, đại diện cho chính quyền và bà con hai họ gần xa và các bạn nam nữ của hai cháu đã về dự ngày vui thành hôn của hai cháu. Tôi xin thay mặt cho hai gia đình xin cảm ơn quý vị đại biểu và các bạn đã dành thời gian quý báu về với dự ngày vui thành hôn với hai gia đình và hai cháu. Một lần nữa chúc sức khỏe và chúc toàn bộ hôn trường của chúng ta một ngày vui và chúc các cháu hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin mời bác nán lại sân khấu một chút. Kính thưa tất cả vị khách, sau khi mà tất cả chúng ta đã được lắng nghe cái lời phát biểu đến từ gia đình bên nội thì chúng tôi lại tiếp nhận được một thông tin. Thông tin này hơi muộn một chút nhưng cũng rất là cần thiết và đầy tế nhị trong buổi lễ hôm nay. Đó là gia đình bên ngoài cũng rất muốn được lên sân khấu để có đôi điều phát biểu lời cảm ơn, lời giao dâu tới gia đình bên nội. Thì bây giờ chúng tôi cũng xin được kính gửi lời mời vị đại diện của gia đình bên ngoài bước lên sân khấu có đôi lời phát biểu.
Và bây giờ thì chúng ta truyền tải thông tin tới gia đình bên ngoài. Xin mời bác Hồng đến từ gia đình bên ngoài cùng bước lên sân khấu đi ạ. Và như sau ít phút chờ đợi thì tất cả chúng ta đã được tiếp nhận tình cảm của gia đình bên ngoài đúng không ạ? Vâng, bây giờ cháu sẽ nhường micro cho bác ạ. Kính thưa toàn thể hôn trường, kính thưa hai họ. Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt 24-25, tức là cái ngày được hai gia đình chứng kiến, địa phương chứng kiến cho hai cháu được kết tóc xe tôi với nhau. Tôi thay mặt gia đình nhà gái xin cảm ơn sự nhiệt tình chân thành hết sức của nhà trai đón tiếp họ gái chúng tôi từ mảnh đất quê hương Nam Đàn, quê hương của bác Hồ kính yêu. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng sung sướng sự hạnh phúc của hai cháu vừa đẹp duyên, đẹp người, đẹp cả thời tiết. Kính thưa hôn trường, thay mặt hoa nhà gái cho tôi gửi lời tới chúc sức khỏe toàn thể hôn trường cùng toàn thể hai họ một lời chúc sức khỏe dồi dào, đẹp đẽ nhất. Xin cảm ơn. Bây giờ thì xin mời hai bác nán lại sân khấu một chút được không ạ? Không phải vội một tí nào đúng không ạ? Kính thưa tất cả vị khách, đây là bức tranh toàn cảnh tình thông gia của hai gia đình cũng như chú rể Lê Hòa và cô dâu Nguyễn Hải. Bây giờ thì lời mời đã được phát đi, xin mời tất cả chúng ta cứ tự nhiên nâng ly và khai vị ẩm thực. Còn bây giờ thì xin mời hai vị đại diện, hai ông xui gia đúng không ạ? Chúng ta cùng... vâng, như bây giờ còn có một vị khách đang sẵn sàng bước lên sân khấu thì thông tin này chúng tôi không được đón nhận, nhưng dẫu sao chúng tôi phải tiếp nhận. Đó là người ông ngoại của cô dâu đúng không ạ? Sẽ có những lời văn ý đẹp, lời thơ ý đẹp đấy nói ra cho tất cả vị khách trong giây phút này. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Alo, ông ngoại đang nhà gái lên đọc một vài câu thơ sáng tác. Thơ đường có thơ thì là xin kính chúc toàn hôn trường có những gì khiếm khuyết xin được mến thử. Tình yêu năm đời tháng chờ, vui tình duyên mới bây giờ là đây. Trong đám cưới hôm nay có thật nhiều những ca sĩ, những đồng chí, những bạn bè xa khơi về đây, rất là vinh dự. Thì là đó là xin cảm ơn. Thế bây giờ họ nhà gái đã phát biểu rồi, tôi không phải phát biểu nữa. Xin đọc mấy bài thơ sáng tác. Thơ đường xin đọc. Hạnh phúc yên vui, hạnh phúc nhà, nỗi niềm yêu quý nở tình hoa. Phúc tổ hạ truyền lữ chung xây đắp nội ngoại tể cha vẹn nghĩa tình, phu phụ sắc son lòng nhân ái ở trong bản ngoài làng cả hai quê Nghệ An Hà Tĩnh nhà mãi ra đề Huế đất thành hai quê mà chung vun đắp đó là Hồ Chí Minh và Nguyễn Du. Thơ đường chỉ cho phép có 8 câu, 7, 8, 56 chữ. Bài thứ hai, bài thơ hoa hạnh phúc nở trong mùa phương tuyết, buổi tân hôn náo nhiệt thật thay, tình nguyện nương đôi lửa đang yêu say, đôi
bạn trẻ bắt tay vui duyên mời. Tình yêu đã bao ngày đang mong đợi thì hôm nay dẫn tới lễ thành hôn để cùng nhau mà sưởi ấm với tâm hồn. Nay sưởi ấm môi tình đêm đông mà lạnh. Hôm nay trong hôn trường vinh hạnh được bà con và hai họ tới mừng vui. Ta hát ca vang khúc nhạc theo cười lời thơ đầm chúc mừng cùng hai họ, chúc cho hai bông hoa nở trăng ngần tựa hay đẹp mãi. Mỗi chân danh của các vị anh hùng lời ta trả di chúc mãi ngàn năm cho hậu thế muôn thu không phai nhạt. Vui hạnh phúc hôm nay và ta nhớ biết công mà lớn lao của bác đảng Nga về nguồn lập công to ghi tạc giả đền ơn lòng quan sát trung đông không thay đổi. Xin đọc bài thơ khác. Hôm qua tôi vừa nhận được bức thiệp gửi cho tôi mời tới dự lễ thành hôn của cháu Hải và Lê Xuân Hòa yêu quý. Buổi lễ thành hôn tổ chức trong một bầu không khí vui tươi, nhiều khách quý của đôi bên nội ngoại trong hôn trường giờ nay đang đợi lời mật thiết nhắc nhở dặn dò kinh nghiệm nhất trong xây dựng tương lai. Lời thơ ca vang vọng mãi của cô các bạn đồng lai mang nghĩa nặng đồng lai đến vun tưới cho hai bông hoa tươi thắm, bởi nghĩa cả vì môi tình say đắm mang tấm lòng thành chúc mừng cho hạnh phúc tốt đẹp trăm năm. Kính thưa quý khách tri ân tri giả, quý xa xôi mà cách trở chẳng ngại ngần, có nhiều đồng chí là đảng viên, ủy viên của cơ quan của các vị mừng chị mừng anh, tấm lòng thành vàng đá mang nghĩa tình thân thôn. Chúc kim lan trăm năm trọi lòi, mỗi trần châu tươi thắm mãi thêm bề, vui gia đình và nhiệm vụ không quên. Gánh quốc gia phải gắn liền hai chữ Đào Duyên Hải thêm vẹn chữ Tào Khang, hai gia đình đều vẹn nhiễu môn nam, cả hai họ chứa nhan tình hồ đổi. Chúc hai vợ chồng trăm năm thắng lời, kính chúc toàn hôn trường sức khỏe đại tăng gia, kính chúc các bậc tuổi già sống càng thêm mậu mực, đồng viên con cháu ra chiến trường giúp sức. Kính thưa tất cả vị khách, hãy dành cho bác một tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Những lời thơ ý đẹp thì phải nói rất là nhiều. Bác nói ra cũng để cho tốt cho đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải, và điều đặc biệt là để cho tất cả vị khách được lắng nghe cái lời thơ ý đẹp đó. Nhưng bây giờ thì thời gian thì không có nhiều, vì tất phía trước của chúng ta đang còn những nghi lễ và đang còn thời gian để cho đôi bạn trẻ xuống giao lưu với tất cả vị khách. Bây giờ thì một lần nữa cháu thay lời cho Lê Hòa và Nguyễn Hải xin cảm ơn ông ngoại rất nhiều. Chúc ông sức khỏe, mãi là tấm gương sáng cho các con cháu noi theo. Bây giờ thì xin được phép chúc cho tình thông gia của hai gia đình được đời đời bền vững và đoàn kết. Chúc cho tình cảm của đôi chồng Lê Hòa và Nguyễn Hải trăm năm tình viên mãn bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho toàn thể quý trường chúng ta sức khỏe, hạnh phúc và
Thành Đạt có một buổi tiệc party ngon miệng và chuẩn bị tinh thần sức khỏe đón một cái Tết cổ truyền, đã đón một mùa xuân 2016 Bính Thân an khang và thịnh vượng. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta cùng đến với Lê Hòa và Nguyễn Hải. Hai bạn ơi, tất cả vị khách đã đều biết là đến giờ phút này thì hai bạn đã chính thức nên vợ nên chồng. Nhưng bây giờ để khẳng định thêm tên tuổi của mình, khẳng định thêm tình cảm của mình trong quãng thời gian vừa qua và mãi về sau, thì bây giờ xin mời hai bạn hãy chứng minh điều đó bằng những kỷ vật phải nói đã được khắc tên Lê Hòa và Nguyễn Hải. Xin mời ống kính máy quay của nhà nhiếp ảnh gia Bảo Sang, ánh mắt của tất cả vị khách, chúng ta hướng về với Lê Hòa và Nguyễn Hải. Chúng ta cùng chứng kiến đôi bạn trao nhau chiếc nhẫn cầu hôn. Xin mời chú rể, xin mời cô dâu. Mời Nguyễn Hải hãy bỏ bó hoa xuống để trao cho người chồng yêu quý của mình nhé. Quý thưa tất cả vị khách, sợi chỉ hồng đã thắt chặt tơ duyên, kỷ vật đã được trao tay, vòng tròn đã được khắc tên rất là rõ ràng cụ thể hai cái tên Lê Hòa và Nguyễn Hải. Và bây giờ để tôn vinh vẻ đẹp cũng như chúc phúc cho Lê Hòa và Nguyễn Hải trong giây phút trao nhẫn cưới, một lần nữa xin mời toàn thể quý trường chúng ta hãy dành cho đôi bạn trẻ một tràng vỗ tay thật lớn nữa đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và như vậy là lời thề non hèn biển thì đã được đôi bạn trẻ trao tặng cho nhau. Bây giờ thì chú rể của dâu còn muốn dành tặng cho nhau những vị ngọt ngào, vị nồng say của rượu cưới trong hạnh phúc hôm nay. Bây giờ tháp ly đã được chuẩn bị sẵn, xin mời hai bạn chúng ta hãy sở hữu hai chai rượu này đi ạ. Và cùng chung tay khai vị tình yêu trong hạnh phúc. Xin cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Vâng, xin mời hai bạn hãy cùng chung tay, chung sức, chung lòng và chung một chí hướng để chúng ta hãy chinh phục thành công tháp ly của tình yêu. Đây rồi anh Thị Anh ơi. Và chỗ này thì đôi bạn trẻ đang thổi hồn trong những hơi thở tình yêu mà họ đã có từ bấy lâu nay và forever. Và bây giờ xin mời Lê Hòa và Nguyễn Hải hãy sở hữu hai ly rượu và trở về vị trí chính giữa sân khấu đi ạ. Để cho tất cả vị khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp trong nghi lễ giao môi. Tất cả chúng ta ở phía dưới thì sao ạ? Hãy rót đầy tất cả ly rượu, ly bia và ly nước ngọt đi ạ. Hãy cùng đồng hành nâng ly và dô thật lớn chúc phúc cho Lê Hòa và Nguyễn Hải. Nếu ai mà không nâng ly thì vỗ tay được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa tất cả vị khách, tôi vừa thấy cô dâu Nguyễn Hải bảo là anh Hòa ơi, rượu sao là có vị nồng và say thế á? Thế vị ngọt ngào nằm ở đâu ạ? Đố tất cả vị khách biết. Chắc chắn là ở bờ môi đúng không ạ? Nhưng trước khi đến với bờ môi của Lê Hòa và Nguyễn Hải thì xin mời bạn hãy vui lòng xích sang trái sân khấu một chút đi ạ. Chúng ta cùng sẻ chia vị ngọt ngào trên những tầng bánh cưới mà
thể hiện rõ ba cảm xúc trong buổi lễ hôm nay. Xin mời chú rể, xin mời dâu hãy xẻ ba cái tầng bánh này. Tầng đầu tiên là tầng đôi bạn trẻ sẽ dành tặng cho nhau. Tầng bánh thứ hai là tầng bánh đôi bạn trẻ sẽ dành cho tình thông gia của hai gia đình. Còn tầng thứ ba, chú rể cô dâu muốn tri ân tất cả vị khách trở về với buổi lễ ngày hôm nay. Mà xin mời bạn trẻ chia tiếp đi ạ. Và bây giờ thì Lê Hòa và Nguyễn Hải biết làm gì nhá. Hãy dùng bất cứ những hành động ngón tay trỏ hay ngón tay cái, đúng không ạ? Bạn hãy quệt vào chiếc bánh và tô điểm thêm bờ môi của vợ chồng trong ngày phúc đi ạ. Hòa ơi, mình là người đàn ông, hãy thể hiện chính là phái mạnh của mình đi ạ. Bánh ở đâu ạ? Hãy quệt vào chiếc bánh nhá, tầng lên cùng đi ạ. Vâng. Và tất cả chúng ta hãy dành cho đôi bạn trẻ một tràng vỗ tay nữa đi ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục gấp rút những thủ tục tiếp theo trong hạnh phúc của đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải. Lê Hòa và Nguyễn Hải ơi, hãy sở hữu hai ly rượu trên tay của mình đi ạ. Tiến gần với tất cả bàn tiệc, tiến gần với tất cả con người. Chúng ta cùng nâng ly, giao lưu và nói lời cảm tạ. Và tất nhiên, xin mời tất cả chúng ta vui lòng chờ đợi trong giây lát. Chúng ta cùng bước sang phần 2 buổi lễ ngày hôm nay. Quang là rất vui được gặp lại tất cả vị khách trong phần 2 buổi lễ ngày hôm nay. Chương trình live song nhạc ngành phúc của đoàn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải. Chương trình được chính thức dàn dựng công phu hoành tráng tại sân khấu tư gia của chú rể Lê Hòa, mảnh đất Trường Châu, Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, với sự phục vụ của bộ phận âm thanh ánh sáng Minh Chiến đến từ mảnh đất thành phố Vinh, với nhà rạp MC Quang Đạt đến từ Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Chương trình âm nhạc trong buổi lễ hôm nay được chính thức thu âm thu hình trực tiếp tại sân khấu này với sự tác nghiệp của nhà nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Bảo Sang Studio đến từ ngã tư Xuân Mỹ. Một lần nữa chúng tôi rất vui mừng đón chào tình cảm của tất cả vị khách trở về với phần 2 buổi lễ ngày hôm nay. Và trong khi chờ đợi tình cảm của tất cả vị khách, xin mời tất cả chúng ta cùng đến với cặp song ca Lệ Thanh và Hải Duyên với ca khúc Mời Chầu. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Tay em thêm chờ
sự hùng vĩ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều đã song ca rất thành công ca khúc Mời Rượu và Mời Trầu. Kính thưa tất cả vị khách, trở về với buổi lễ hôm nay thì chúng tôi quan sát là rất nhiều đối tượng khách, giới trẻ cũng rất là nhiều. Chúng tôi hy vọng sớm được đón nhận tình cảm của tất cả vị khách cùng trở về giao lưu nhạc trong buổi lễ. Và bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì cho phép Quang Đạt xin gửi tới tất cả vị khách một ca khúc đậm chất dân gian đương đại được phổ nhạc trên nền thơ của Hồ Sĩ Trúc. Xin mời tất cả chúng ta cùng đến với ca khúc Nhớ Quê Mình Xứ Nghệ. Một tiếng quê tần đầy lòng giá thương nhau đi xa lâu lòng chưa về một câu thương một câu nhớ càng vẫn thương hướng ví dòng quê mình điều vị ngân nga lời em mát như dòng bè đưa nỗi mặn mà thân thương cô tê răng rửa hết giận dỗi thương nỗi nhớ đầy vơi nhớ quê mình xứ Nghệ em thà trắng bên sông tuyền em sống bồng bềnh thương nhau lòng khắc khoải nhớ Nam Giang mình ơi lời hẹn thế sang tận chốn trời xa lời hẹn ước ngày nào giáng sư anh đò về nỗi niềm em chưa tròn gửi vào trong câu hơn rằng anh ở nơi mô về cùng em mết dần rằng anh ở nơi mô về cùng em rồi thương thưa tất cả vị khách, nhạc phẩm Nhớ Quê Mình Xứ Nghệ là một trong nhạc phẩm mới được phát hiện trên nền thơ của Hồ Sĩ Trúc. Các khúc này thì đã được Xuân Hải, Trung tâm Văn hóa huyện Nghi Xuân phối khí hòa âm phải nói rất là thành công. Trong này thì Đạt đã được sự trợ giúp của nhạc công Tuấn Nốc Gan. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Một tiếng quê tần đầy lòng giá thương nhau đi xa lâu lòng chưa về một câu thương một câu nhớ càng vẫn vương hướng ví dòng quê mình điều vị ngân nga lời em hát như dòng mẹ đưa nôi mặn mà thân thương mồ tê trăng rửa hết giận dỗi thương nỗi nhớ đầy vơi nhớ quê mình xứ Nghệ em thả trắng bên sông tuyền em sống bồng bềnh thương nhau lòng khắc khoải nhớ Nam Giang mình ơi lời hẹn thế sang tận chốn trời xa lời hẹn ước ngày nào giáng sư anh đò về nỗi niềm em khắc khoải gửi vào trong câu hát rằng anh ở nơi mô về cùng em mết dần rằng anh ở nơi mô về cùng em rồi thương nhớ em thả trắng bên sông thuyền em sống bồng bềnh
thương nhau lòng khắc khoải nhớ lắm sang mình ơi. Em mang lời hẹn thề tận chốn rời xa, lời hẹn ước ngày nào sáng giờ anh nọ về. Nỗi niềm em khắc khoải gửi vào trong câu hát rằng anh ở nơi mô về cùng em mết giận, rằng anh ở nơi mô về cùng em rồi thương, rằng anh ở nơi mô về cùng em mết giận, rằng anh ở nơi mô về cùng em. Với ngày vui của anh chị Hoa Hải ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép em được gửi đến anh chị lời chúc trăm năm hạnh phúc và chúc cho toàn thể hội hôn mạnh khỏe, đón một năm mới với nhiều thành công mới. Sau đây xin được gửi đến toàn thể hội trường bài hát Về miền quê anh. Thank you.
ráng biển rì rào hàng dương, tiên điên lắm nỗi tơ vương từ đóng sâu bể yêu thương tìm về nặng tình câu ví hồn quê. Về đi em nhé, về quê anh nhé, mình bên đời khơi dòng nhớ thương, giáng linh nỗi nhịp tơ vương dệt nên câu hát thương nhau tìm về. Rượu nồng hơi ấm hồn quê, về đi em nhé, để say câu hát tráng kiều yêu quê nhà mát ngọt miền quê ta. Miền quê anh đẹp từ câu hát, lời quê anh gánh cả nỗi vui buồn vì muôn phương vẫn dẫn thương bụi mặn. Miền đất Nam Hồng trong đục hỏa trang tơ chữ tâm sang trơ bồng hoa nhân văn. Xin cảm ơn người em trai của chú rể rất nhiều, hát một ca khúc phải nói đã đạt được dấu ấn của mình trong buổi lễ hôm nay. Về miền quê anh, một ca khúc mới được nhạc sĩ Mạnh Chiến tìm tòi và phổ nhạc trên nền thơ của Đặng Duy Báu. Xin cảm ơn người em trai của chú rể rất nhiều. Và chia tay với người em trai của chú rể thì chúng ta cùng trở về với gia đình bên ngoài, với giọng hát của người chị gái của cô dâu, đúng không ạ? Xin gửi lời mời người chị gái của cô dâu. Lời đầu tiên cho Hằng xin phép được gửi đến quý vị toàn thể hôn trường một lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Và đặc biệt nhất là hôm nay là ngày vui của hai em Lê Hòa và Nguyễn Hải. Thì Hằng cũng xin chúc cho hai em là luôn luôn hạnh phúc, sống với nhau và cùng bước thêm một con đường đến đầu bạc răng long. Và sau đây thì Hằng xin gửi tới quý hôn trường một ca khúc. Ca khúc có tựa đề là Mảnh đất Nam Đàn. Xin quý vị cùng lắng nghe. Thank you.
Xin cảm ơn tình cảm của người chị em của cô dâu rất là nhiều. Kính thưa tất cả vị khách, như vậy là chảy suốt một tiếng đồng hồ, tất cả chúng ta đã được sống trong bầu không khí phải nói là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp. Được chứng kiến tất cả những nghi lễ trong hạnh phúc của đôi bạn, ngày hạnh phúc của đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải. Thưởng thức tất cả những món ăn đồ uống ở trên bàn tiệc. Đến giờ phút này thì thời gian chưa phải đã hết, nhưng cũng không thể cho phép chúng tôi đứng ở trên sân khấu này thực hiện tất cả những giai điệu, những tình khúc chúc phúc cho chú rể cô dâu. Đến giờ phút này cũng phải nói rằng đã tròn vẹn về nghĩa về tình, tròn vẹn cho một câu nói muôn đời không thay đổi: trai khôn thì đã dừng vợ và gái lớn đã gả chồng. Trong buổi lễ hôm nay, tất cả chúng ta cùng trở về đây. Một lần nữa cho phép Quang Đạt xin được thay lời cho đôi bạn trẻ Lê Hòa và Nguyễn Hải, thay lời cho gia đình bên nội. Điều đầu tiên, cảm ơn gia đình bên ngoài đã mang cô dâu và Nguyễn Hải trở về với gia đình bên nội. Cảm ơn tất cả vị khách đã cùng trở về chung vui. Cảm ơn âm thanh, ánh sáng, tất cả các anh em nghệ sĩ đến từ tổ chức sự kiện Minh Chiến mảnh đất thành phố Vinh. Cảm ơn nhà rạp Quang Đạt Xuân Mỹ Nghi Xuân. Cảm ơn nhà nhảy gia Bảo Sang Chipiro đã kết hợp tốt để hoàn thành chương trình buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa, trong buổi lễ có gì thiếu sót, mong tất cả chúng ta lượng thứ và bỏ qua. Xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành nhất. Thank you. Chiều hôm qua trời vương nắng, lá thu bay bay, con phố dài ngập đầy bao sắc hoa vàng rơi.